Rét đậm, rét hại cũng là một loại hình thiên tai và tác động chủ yếu ở khu vực miền Bắc nước ta, nhất là với các địa phương vùng núi. Ảnh hưởng của rét đậm, rét hại đến sản xuất của bà con là rất lớn. Vì vậy, ngay từ đầu mùa, nhiều địa phương trong đó có các xã huyện vùng cao của tỉnh Sơn La đã chủ động triển khai nhiều giải pháp để hạn chế thiệt hại. 600 con gia súc của huyện Bắc Yên bị chết từ đầu năm do gặp rét đậm, rét hại. Nên những buổi tập huấn chống rét như thế này đã thu hút rất nhiều bà con tham gia. Cầm tay chỉ việc, trực tiếp hướng dẫn là cách để người dân dễ nhớ, dễ hiểu, dễ làm. Nhất là các khâu cắt cỏ, ủ chua, quây bạt chuồng trại, bổ sung thêm thức ăn tinh bột, muối khoáng trong những ngày rét đậm, rét hại. Học lý thuyết là vừa thực hiện như thế, thực hành như thế này thì cũng giúp cho bà con hiểu sâu hơn về cách phòng chống rét và cách quay chuồng trại là kỹ thuật ủ thức ăn. Trên cơ sở kiến thức tập huấn, chị Vì Thị Lực ở huyện Vân Hồ đã chuyển sang nuôi trâu bò nhốt chuồng. Để đảm bảo nuôi 20 con trâu và 8 con bò, ngay từ tháng 8 chị đã chuẩn bị đủ số lượng thức ăn cho cả mùa đông. Thứ nhất là mùa đông này thì rơm, thứ hai là ủ ướp, vâng. Thứ ba là thỉnh thoảng mình vẫn cho ít là cám, cám thì cho ít thôi. Vâng, cái dành cho những cái ngày nó ấm thì mình chỉ mỗi rơm với lại ủ ướp. Giải quyết vấn đề thức ăn là khâu then chốt để hạn chế gia súc bị cận bị chết. Rồi tập huấn kỹ năng chăn nuôi, đẩy mạnh trồng cây lương thực đảm bảo đáp ứng nhu cầu về thức ăn do gia súc, tận thu một cách tối đa các loại phụ phẩm của nông nghiệp để chế biến, bảo quản, dự trữ cho gia súc gia cầm trong mùa đông, đảm bảo điều kiện phát triển theo hướng nuôi nhốt ở trong chuồng tập trung. Toàn tỉnh Sơn La hiện có gần 500.000 con gia súc và 6,7 triệu con gia cầm. Từ đầu năm đến nay, thời tiết cực đoan đã gây thiệt hại gần 2.400 vật nuôi và trên 2.000 hecta hoa màu. Việc chủ động trong công tác chống rét lần này được kỳ vọng sẽ không có thêm thiệt hại phát sinh.